mình xin giới thiệu cho các bạn một phụ kiện hỗ trợ cho việc chụp ảnh, đó là chân máy ảnh. Thì đến với chân máy ảnh hôm nay, mình xin giới thiệu cho các bạn một loại chân khác những loại trước, đó là chân máy ảnh kiểu monopod. Thì monopod là chỉ có một chân nhiều như vậy thôi, giúp cho các bạn chịu được. Và thương hiệu hôm nay đến với chúng ta là Photomay với mã sản phẩm là MR23. Rồi, Photomay MR23 được thiết kế từ nhôm rất là cứng các bạn, và thiết kế khóa kiểu bọc với 4 đoạn. Đây là 4 đoạn. Với 4 đoạn này thì các bạn có thể nâng chiều cao lên đến 1m38, và chiều cao khi thu gọn đây, như các bạn thấy chiều cao khi thu gọn là 40cm, và cây này rất là nhẹ, chỉ 225g thôi đó, nhưng mà có thể chịu lực lên đến 2kg nha. Thì đặc điểm ở đây, đây là một cái khóa, như các bạn thấy khóa này giúp cho chúng ta có thể lấy góc xéo, góc nghiêng hoặc là thẳng 90 độ đó. Ở đây là đế chân máy, đây là đế chân máy, các bạn thấy đây, chúng ta có thể gắn máy ảnh vào và dặn khóa nó lại cho chắc, rồi sau đó chuyển xuống và lock cái khóa này lại. Và rất là tiện lợi, ở đây thiết kế một cái dây để chúng ta quàng vào tay để cầm không bị rớt đó, các bạn thấy rất là tiện lợi. Thì chân này cũng có thể sử dụng cho máy ảnh như Canon, Nikon, v.v. và kể cả chúng ta chuyển sang chế độ quay phim thì cũng rất là hữu ích cho chúng ta. Nó sẽ hỗ trợ chống rung khi mà chúng ta đặt thị vào đây và chúng ta đi quay đó, các bạn thấy. Rồi, chỉ như đó thôi. Clip ở sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn vui vẻ.